bốn giống chanh vàng trồng chậu tốt mà lại làm kiểu rất đẹp. Đầu tiên đó chính là chanh nước hoa, giống chanh làm nên món trà chanh giải tay hot trend gần đây đó mọi người, bởi vì trái chanh này rất là thơm và nhiều nước nha. Không chỉ có thế, giống chanh này còn trồng làm kiểng rất đẹp, bởi vì trái khi chín sẽ chuyển sang màu vàng đẹp mắt, nên có thể trồng để làm cảnh quan dọc theo hành lang sân vườn, tạo ấn tượng cho không gian sống. Giống này rất là dễ trồng và xiên có trái. Vườn Huy đang có cây nuôi sẵn trong chậu, đang có trái như thế này rất tiết kiệm thời gian trồng nha. Tiếp theo là chanh cẩm thạch, khác biệt hơn hẳn các giống chanh còn lại ở phần lá. Mọi người xem nè, trên bề mặt lá có những vệt màu vàng ngẫu nhiên. Với màu lá độc nhất vô nhị như thế này, mọi người hoàn toàn có thể trồng với chủ đích tạo điểm nhấn cho khu vườn của mình. Về chất lượng, trái khi chín sẽ chuyển thành màu vàng, bên trong ít hạt, nhiều nước và rất thơm. Thứ ba đó chính là chanh vàng Assam. Đặc trưng của giống chanh này là cho trái rất to, 3 đến 4 trái nặng 1 kg, cực kỳ ấn tượng luôn. Mọi người xem thành quả của những khách hàng từ Bắc vào Nam gửi về cho vườn Huy nè. Giống chanh này cho trái thành từng chùm màu vàng ươm, trông rất đẹp và thích mắt. Và cuối cùng là giống chanh ngọt. Từ bây giờ suy nghĩ chanh là phải chua sẽ không còn đúng nữa, bởi vì sự xuất hiện của giống chanh này, giống chanh này cho trái có vị ngọt không chua như những giống chanh khác, hoàn toàn có thể ăn tươi trực tiếp được nha. Ngoài ra, trái khi chín sẽ chuyển màu vàng nên mình có thể tận dụng để trang trí cảnh quan hoặc trang trí cho những ngày Tết, rất là ấn tượng. Tụi mình đang có cây giống được chiết từ cây mẹ đầu dòng chất lượng, cao khoảng 1 mét, trồng chậu rất nhanh có trái, chỉ khoảng sau 5 tháng trồng. Bốn giống chanh Huy vừa kể trên không những cho trái ngon mà còn làm kiểng đẹp, trồng chậu tốt. Mọi người thích trồng giống nào, mọi người cứ nhắn cho Huy nha. Lựa cây bên vườn Huy thì an tâm đảm bảo chuẩn giống và đồng thời được tư vấn chăm sóc trong suốt quá trình trồng để mọi người đạt được kết quả tốt nhất.